Đó, mình xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Đó, giờ này khuya rồi. Đó, mình để ngoài đây cái đèn đường nó có mà nó hơi mờ. Đó, giờ này cũng tóm giờ máy rồi. Cho nên thôi mình ngày mai mình lỡ đi công chuyện mình không quay được. Cho nên mình quay số luôn ngày mai cho anh chị mình xem cái đài quán trị ngày 26 này thứ năm này nè. Rồi số 447. Đó. Số 66 này. 35 nè, 75 nè, 84 nè, 93 nè. Đó. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã mua ủng hộ em nha. Rồi. Số 10 nè. Số 01 nè. Số 29 nè. Số 26 nè. Đó. Đó, số 43 nè. Số 08 nè. 17 nè, 16 nè, 19 nè, 24 nè, 07 nè, 62 nè, 38 nè, 31 nè, 58 nè, 34 nè, 22, 96, 99. Đó. Quán chạy nha anh chị. Rồi số 80 nè. Đây là quán bình nè. Quán bình nó màu có xanh xanh, nó tài xanh xanh nha anh chị. 95 nè. Quán chạy nè. 25 nè. 33, 44 hay là 54 nè. Đó, quán bình nghe, quán bình là 20 tờ nè, 12 nè. Quán bình đang cũng 20 tờ. Nó đang 20 tờ còn nguyên luôn nha chị. Cái đó còn nguyên luôn á. Số 90 nè. Số 72 nè. 63 nè. Đó, rồi. Đó là những số ngày hôm nay nha anh chị. À. Rồi. Em cũng cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha. Ở đây em cũng cầu mong sâu chúc anh chị cô bác mình may mắn được trúng giải lớn nha anh chị. Đó. Rồi thì anh chị nào mua vé số thì điện thoại cho em 0968634712. Đó, ngân hàng Agribank, tên Vi Ngọc Tài. Đó, đường 12 thôn Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 451-220-527-3226. Đó là số tài khoản của em nha anh chị. Đó, anh chị nào mua hãy liên hệ Zalo các bạn cho em nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã ủng hộ kênh YouTube bán vé số kim bộ của em. Chúc cho anh chị may mắn, ngày mai thần tài có cửa nha anh chị. Cảm ơn rất là nhiều.